Xin chào mừng bà con cô bác và cô chú anh chị quay trở lại với kênh Đồ Cổ Giáo Nguyễn. Em rất là vui khi được gặp lại bà con cô bác, cô chú anh chị trong ngày hôm nay. Hôm nay là ngày kỷ niệm 30 tháng 4, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thì lời đầu tiên cho em được hòa chung cái không khí hân hoan của ngày lễ lớn, một ngày lễ lớn của đất nước ta. Thì em xin được gửi lời cảm ơn tới mọi người, là chúc sức khỏe, chúc cho bà con cô bác, cô chú anh chị có một ngày lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Thì nhân cái ngày lễ hôm nay, em cũng xin được tạo một cái chương trình tri ân khách hàng cũ và chào đón khách hàng mới. Thì những cô chú anh chị mọi miền gần xa giao lưu với em trong ngày hôm nay sẽ được em xin phép sẽ tặng bà con cô bác cô chú anh chị một cái phiếu giảm giá 200.000 đồng. Tuy chỉ là một số tiền nhỏ, nhưng mà đó là một cái cách để em mà tri ân cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ em trong thời gian qua, và để giao lưu kết bạn với những cô chú anh chị đang theo dõi và chưa từng giao lưu với em. Thì bà con cô bác cô chú anh chị xem được đoạn video này thì mình mạnh dạn giao lưu ủng hộ em nha. Rồi thì em xin giới thiệu những cái món đồ mà em sẽ mang lên trong ngày hôm nay. Hôm nay em sẽ giới thiệu tới bà con cô bác cô chú anh chị rất là nhiều những cái bình voi ha, những cái bình voi mà em đã gom được, đã sưu tầm được trong thời gian vừa qua, và có cả những cái món đồ độc lạ em cũng hay lên, và nói chung là em hay cứ lên đi lên lại thôi. Đó, chừng nào mình em bán được thì em lại đi kiếm đồ mới. Thì hy vọng bà con cô bác cô chú anh chị sẽ theo dõi và ủng hộ em nha. Rồi, món đồ đầu tiên em giới thiệu tới bà con cô bác cô chú anh chị là một cái bình rượu rất là hay luôn, một cái bình rượu chất liệu là gốm. Thì em tìm hiểu thì cái dòng cái bình rượu này nó có cái tên gọi là bình rượu Mai Hồng Vũ ha. Thì đó là em được chỉ dạy lại và em cũng gọi theo cái cách đó. Nhìn cái hoa văn họa tiết và cái màu men thì rất là hay, rất là đẹp và độc nha. Đó, trên cái phần miệng thì mình nhìn kỹ thì không thấy cái chỗ để rót nước vào ha. Đó, nhưng mà ở phần rót rượu chứ em xin lỗi, phần rót rượu thì nó nằm ở bên dưới nha, bên dưới đáy nha. Đó, bên dưới đáy thì lỡ quay tới em sẽ giới thiệu phần đáy luôn, phần chôn đáy nè, chôn đáy rất là già, được cắt gọt rất là đẹp luôn. Đó, phần men ở sát đây vẫn còn nè. Đó, ở đây là những cái điểm mà nó bị lủng rồi, nó chỗ gỉ sắt ra ha, theo thời gian năm tháng ha. Đó, rất là đẹp luôn. Cái họa tiết này thì em nhìn là giống họa tiết hoa dây ha. Đó, cái màu men thì kiểu giống vừa giống ven huyết mà vừa kiểu cái men màu đỏ đỏ nữa. Đó, thì ở ngay những cái chỗ đắp nổi phần quai nè là những cái vết mà ố hoặc là những cái vết rạn ha. Đó, ở trên cái phần quai cầm này cũng là cái hình họa tiết hoa dây rất là độc đáo. Ở phía trên phần miệng là những cái chỗ mà nó bị lột men ở trên phần đỉnh này nè. Đó, phần vòi thì nó hơi bị nhăm một chút nha, hơi bị nhăm một chút. Em nghĩ là do cái quá trình bảo quản ở cơ trước nó không được được chuẩn chỉ, cho nên nó xuất hiện những cái vết như thế. Rồi, về kích thước thì cái bình rượu này có phần chiều cao là 16 cm ha. Phần bề ngang lớn nhất thì khoảng là 14 cm, và giá em giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị cái bình rượu Mai Hồng Vũ này với giá là 6 triệu đồng. Bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý, thích sưu tầm một cái món đồ gốm độc lạ đó, và đồ như thế này thì nhắn tin gọi điện với em nha. Zalo và số điện thoại của em là 0774 814 824. Em xin được đi qua món đồ tiếp theo. Thì tiếp theo em giới thiệu tới bà con cô bác cô chú anh chị một cái bộ gồm điếu và bát. Đó, chất liệu là cũng là gốm luôn, và đây là một cái bộ điếu bát tam thái, có nghĩa là ba cái màu đó, rất là đẹp luôn, vẫn còn rất là lành, đầy đủ. Thì những cái món đồ mà gốm mà lâu tuổi mà để gần đủ bộ thì nó cũng khó, rất là khó tìm ha. Thì em sẽ giới thiệu từng cái bộ phận của cái bộ bát điếu này. Thì đầu tiên là về cái điếu nha.
Thì cái điếu này bên ngoài thì được đắp nổi hình rồng nha. Đó, có những chỗ mà men thì màu xanh, màu nâu nâu rồi chuyển qua màu xanh hay là những cái màu khác ha, với cái tác dụng nhiệt. Ở phía trên phần miệng là những cái chi tiết đồng của con tay, rất là đẹp luôn. Bên dưới phần chôn đáy thì rất là già ha, có rất là nhiều cái điểm bị nhăm mẻ ha. Đó, rất là già luôn, phần chôn đáy rất là già. Để em đo cái phần kích thước của cái điếu này ha, thì điếu này có chiều cao là 12 cm ha, và phần đường kính đáy thì là 8 cm đó. Rồi và đây là cái phần cái bát đây, phần cái bát thì còn rất là lành ha. Lành ở đây là em nói nó không có bị mẻ những cái chỗ quá lớn ha, chứ còn mà về thẩm mỹ mà 100% thì chắc là không có rồi ha. Đó, thì để em quay ở phần miệng nè, phần miệng thì có một chỗ là bị nhăm, bị mẻ luôn chứ không phải nhăm nữa, bị mẻ một miếng to như là cái hạt lúa vậy ha. Đó, bên trong là những cái điểm mà vết ố nè, do sử dụng hoặc là những cái vết mà men nó co rút hay là những cái ốc trâu nổi rất là nhiều ha. Bên ngoài cũng là những chi tiết rồng đắp nổi đây. Đó, chi tiết rồng đắp nổi. Cái màu men thì rất là đẹp luôn. Đó, chi tiết rồng đắp nổi, hai con rồng đắp nổi. Phần chôn đáy thì rất là già luôn. Chôn đáy thì rất là già nha. Đó, về kích thước thì cái bát này có phần đường kính là 16 cm nha, và chiều cao là hơn 6 cm. Và giá em giao lưu với bà con, cô bác, cô chú, anh chị cái bộ điếu Tam Thái Đời Lê này với giá là 10 triệu đồng nha. Bà con, cô bác, cô chú, anh chị thích sưu tầm những cái bộ bát điếu đầy đủ và nhìn rất là đẹp, rất là già đồ như thế này thì có thể là nhắn tin gọi điện với em ha. Rồi em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Tiếp theo em giới thiệu tới bà con, cô bác, cô chú, anh chị một cái hũ đựng su cổ mà em có duyên em sưu tầm lại được ha. Thì chất liệu cái hũ này là bằng gốm ha, và bên trong thì bằng mắt thường có nhìn thấy là rất là nhiều cái su cổ được chôn ở được giấu ở bên trong cái này. Và em cũng hay thường nói vui là không biết ở bên trong hũ này có vàng bạc hay gì không đó, thì em cũng không có đập ra mà em tìm hiểu đâu, tại vì đập ra lỡ không có gì là rồi luôn, em mất trắng rồi sao, đúng không? Thì cái này là vừa là một cái món đồ gốm mà mình chơi theo cái giá trị sưu tầm, mà em nghĩ đây cũng là một cái món đồ mà gọi là chiêu tài hút lộc đó, có ý nghĩa phong thủy nữa. Bà con, cô bác, cô chú, anh chị mình mua một món đồ nhưng mà có tới hai cái giá trị sử dụng lần ha. Thì cái họa tiết trên cái hũ này là hình bông hoa nè, bốn bông hoa. Ở bên dưới phần chôn đáy nè, chôn đáy thì rất là già luôn, phần men ở đây vẫn còn giữ được nè, chỉ có cái phần đáy này thì nó bị lột men khá nhiều thôi. Đó, về kích thước thì hũ này có phần em đo phần chiều cao nè, chiều cao của cái hũ này là tầm 13 cm ha, và phần đường kính đáy thì là khoảng 10 cm. Và giá em giao lưu với bà con, cô bác, cô chú, anh chị cái hũ gốm đựng su cổ này với giá là 4 triệu đồng. Thì bà con, cô bác, cô chú, anh chị ưng ý có thể là nhắn tin gọi điện với em nha, Zalo và số điện thoại em có để ở bên trên màn hình ha. Rồi, tiếp theo thì em giới thiệu tới bà con, cô bác, cô chú, anh chị một cái món đồ đồng đi. Đây là một cái món đồ một cái gạch tàn ha. Thì đây chỉ là một cái món đồ đồng mỹ nghệ thôi, để mình sử dụng trưng bày đó, một cái món đồ đồng châu Âu nha. Đó, một cái món đồ đồng châu Âu. Thì đây cũng không phải là đồng cổ hay là gì nha bà con, cô bác. Em chỉ có sao thì em nói vậy ha. Cái này để mình sử dụng là em nói là tới đời con đời cháu vẫn chưa hư luôn. Rồi, thì cái gạch tàn này rất nó mang cái phong cách cổ kính châu Âu nha, nhìn rất là sang trọng ha. Rất là sang trọng luôn. Về cân nặng thì gạch tàn này có phần cân nặng là 1,1 kg nha. Đó, cân nặng là 1,1 kg. Thì cái bề ngang và bề dài là 19 cm ha, tại vì nó hình vuông mà, nó bốn cạnh bằng nhau. Đó, và em giao lưu với bà con, cô bác, cô chú, anh chị cái gạch tàn bằng đồng màu đồng vàng này, phong cách châu Âu này, hình phong cách châu Âu. Em giao lưu mọi người với giá là 1,500,000 đồng nha. Bà con, cô bác, cô chú, anh chị ưng ý thì nhắn tin gọi điện với em ha. Zalo và số điện thoại của em là 0774814824. Rồi, tiếp theo thì em giới thiệu tới bà con, cô bác, cô chú, anh chị một cái món đồ rất là hay luôn. Thì cái món đồ này
Em nghĩ là cái tuổi đời của nó hơn em rất là nhiều. Đây là một cái đèn măng sông ha, một cái đèn đi bảo đó, mà chỉ có các chú các bác hồi xưa mới mới thấy và sử dụng được thôi. Còn lớp tụi em, lớp trẻ trẻ tụi em sau này thì chỉ gọi là thấy trên hình ảnh. Và thật là may mắn thì em có sưu tầm được một cây đèn như thế này. Đây là một cây đèn từ nhãn hiệu Petromat của Đức, tem đóng sản xuất là 1920. Và đây em cũng nói luôn, đây là một cái cây đèn lưu kho chưa qua sử dụng nha, còn nguyên zin, nguyên mạc, nguyên ấy hết đó. Em khui ra em lắp nha, thành như thế này để bà con cô bác cô chú anh chị mình có thể quan sát và chiêm ngưỡng, thì mình có ưng ý mình có thể mua về trưng bày đó. Bây giờ thì em nghĩ chắc cũng ít không ai sử dụng đâu, nhưng mà gọi là trưng bày để làm một món đồ lưu niệm đồ này kia ha, thì rất là hay luôn. Và em xin được giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị cây đèn này với giá là 4.500.000 đồng. Thì bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý thích sưu tầm một cái món đồ gắn nhiều kỷ niệm và còn đẹp và còn mới như thế này thì nhắn tin gọi điện với em nha. Tiếp theo thì em giới thiệu tới bà con cô bác cô chú anh chị một cái bình rượu rất là hay, rất là độc lạ đâu. Thì đây là một cái bình rượu đời nguyên mà em sưu tầm được. Độc lạ ở chỗ là từ cái hình dáng nè đó, từ cái hình dáng đó, với những cái chỗ mà rót rượu đó. Hồi nãy thì em có giới thiệu một cái bình rượu rót từ bên dưới, còn này là cái đúng là rót từ bên trên, nhưng mà cái chỗ rót rượu vào cũng rất là nhỏ. Và ở cái phần có cái phần này nè, giống như cái phần mà hứng những cái phần rượu rớt ra, em nghĩ là như vậy. Và cái cách cầm thì chắc em nghĩ vừa cầm ở đây cũng được mà vừa cầm ở đây cũng được luôn. Rồi tích cho nên là tích cái vẽ hoa dây ha, vẽ hoa dây nhìn rất là đẹp luôn. Em quay gần hơn cho bà con cô bác cô chú anh chị mình xem. Thì bà con cô bác cô chú anh chị mình coi trên đoạn video của em, mình cảm thấy là chưa có rõ thì mình có thể nhắn tin gọi điện với em ha, để em gửi hình ảnh cũng như là gọi video cho mình. Thì ở đây là có một cái vết rạn nè, em quay gần hơn cho mọi người xem. Cái vết rạn khá là dài. Thì cái vết rạn này thì theo như em nghĩ là nếu mà qua cái thời gian 5 tháng thì nó càng ngày nó sẽ càng 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 nứt ra ha. Đó. Cái vết này em nghĩ khả năng cao là do cái thời gian nó hình thành thôi, nó đó chứ không phải là một cái vết mà do lỗi men ha. Lỗi lò chứ, em xin lỗi. Rồi, ở đây là những cái điểm mà nó bị chỗ đen đen nè, đó. Và cái phần quai thì có những chỗ mà nó bị cái điểm này thì giống như nó bị rạn ra luôn ha. Đó. Chôn đáy thì rất là già, phần men ở sát đáy vẫn còn, và những cái điểm mà vàng vàng là những cái điểm mà chỗ sắt ra theo thời gian 5 tháng. Về phần kích thước thì cái bình rượu này có phần chiều cao là 24 cm nha, phần đường kính đáy là 11 cm. Và giá em giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị cái bình rượu độc lạ đời nguyên này với giá là 14 triệu đồng. Thì bà con cô bác cô chú anh chị thích sưu tầm những cái món đồ này thì có thể là nhắn tin gọi điện với em nha. Rồi, tiếp theo thì em giới thiệu tới bà con cô bác cô chú anh chị một cái món đồ rất là hay, rất là độc luôn. Đây là một cái hũ trà. Thì dựa theo những cái tích bên ngoài đó, tích bên ngoài là những cái hàng chữ được những cái chữ được viết thành một hàng, và những cái hàng này song song, phần thân thì song song với nhau, còn cái phần ở trên miệng thì nó hướng về phần trung tâm. Thì ở đây là một cái hũ trà ký kiểu mà em có duyên sưu tầm về được. Thì những cái món đồ ký kiểu thì thường rất là ít ở trên trên thị trường, nói chung là mình khó tìm được những món mà còn ở bên ngoài đó, đa số là đều vào tay của những nhà sưu tập hết rồi ha. Đó, thì cái bình hũ trà này cốt cầm rất là nặng tay nha, cái hũ trà này cốt cầm rất nặng tay. Ở bên trên phần nắp là có hình cái bông hoa như thế này. Là để em giới thiệu từng cái bộ phận trước. Đây là cái phần nắp thì cũng có chữ được viết thành từng hàng song song như thế này nha, được bọc đồng của bông tay ở hai đầu luôn. Ở bên trong là nhìn rất là già luôn ha, phần men thì bị lộn nè, chữ thì viết rất là ấy. Thì theo như em tìm hiểu á, những cái món đồ mà càng nhiều chữ á, thì càng giá trị ha. Và thường những cái chữ đó là toàn là những bài thơ hoặc là bài phú, hoặc là bài viết về chiến công chiến tích hay là những cái điều tương tự đó. Cái này là vết rạn rất là nhiều nè, em quay cho mọi người xem nè. Nét chữ thì cực kỳ là gọi là dứt khoát và rất là đẹp ha. Rồi, đây là cái phần thân. Đó, những hàng chữ được viết rất là đẹp, rất là thẳng hàng.
phần miệng nè, phần miệng chỗ này thì bị gọi là bị lột men rất là nhiều ha. Đó, rồi em nghĩ là do quá trình đậy lại, đậy nắp á, nên nó bị lột men những cái phần ma sát với nhau. Đó. Còn về phần ý nghĩa của cái bài này thì em chịu thua rồi, em không biết được, không dịch được. Ở đây là phần chôn đáy và hiệu đề. Chôn đáy nó rất là già, hiệu đề 4 chữ. Đó, hiệu đề 4 chữ, nét vẽ rất là đẹp, chữ rất là dứt khoát ha, nhìn rất là phóng khoáng. Rồi, chôn đáy thì cực kỳ già luôn, chôn đáy cực kỳ già luôn. Rồi, về kích thước thì cái bình trà cái kiểu này có cái chiều cao là 19cm nha. Và phần đường kính đáy, để em đo xem. Đường kính đáy là 11.5cm nha. Và giá em giao lưu với bà con, cô bác, cô chú anh chị cái hũ trà này với giá là 15 triệu đồng. Bà con, cô bác, cô chú anh chị ưng ý thích sưu tầm một cái món đồ giá trị như thế này thì có thể là nhắn tin, gọi điện với em. Rồi, món đồ tiếp theo thì em giới thiệu tới bà con, cô bác, cô chú anh chị một cái bình voi. Thì trên tay em đang cầm đây là một cái bình voi mini rất là đẹp luôn. Màu men của nó là màu hơi xanh ngọc ha, hơi ngã, có những chỗ hơi ngã vàng ha. Ở trên phần quai thì được đắp nổi hình con tắc kè nè, nhìn rất là đẹp luôn, rất là ấy luôn. Xung quanh phần thân thì vết men rạn chi chít và rất là nhiều cái điểm ốc trâu. Đó. Phần chôn đáy thì rất là già, men bị lột khá là nhiều luôn, chỉ còn sót lại vài điểm như thế này đây. Chôn đáy rất là già. Thì cái bình voi này có phần chiều cao là 12cm nha, và phần đường kính đáy là 6.5cm, và giá em giao lưu với bà con, cô bác, cô chú anh chị cái bình voi tắc kè này với giá là 1.500.000 đồng. Thì bà con, cô bác, cô chú anh chị nghĩ có thể nhắn tin và điện với em. Tiếp theo một cái bình voi khác cũng rất là nhìn rất là cổ, rất là già đồ luôn, rất là nhìn cốt rất là nặng luôn ha, cốt rất là nặng, cầm rất là nhìn rất là già. Và cái phần men đây thì cái thẩm mỹ của nó phần men nó bị lột và nó bị nám rất là nhiều luôn, và nó biến đổi cái màu men nè. Nó có những chỗ mà nó, em nghĩ là chỗ này thì nó còn bị mẻ mất một miếng nữa. Đây em quay nghiêng mọi người nhìn nè. Đó. Chôn đáy thì rất là già luôn, chôn đáy thì cực kỳ già. Ốc trâu nổi rất là nhiều luôn. Đó. Phần quai thì được đắp nổi theo hình cái giống như cái rễ cây ha, hình cái rễ cây vậy nè. Đó. Cầm thì như thế này. Đó. Rồi, về kích thước của cái bình voi này. Bình voi này có phần chiều cao là 13cm ha. Phần đường kính đáy thì là 10cm. Và giá em giao lưu với bà con, cô bác, cô chú anh chị cái bình voi này với giá cũng là 1.500.000 đồng. Bà con, cô bác, cô chú anh chị ưng ý có thể là nhắn tin gọi điện với em. Rồi, thì tiếp theo em giới thiệu tới bà con, cô bác, cô chú anh chị một cái bình voi con tôm. Đó, bình voi được đắp nổi con tôm, đó, rất là đẹp luôn. Đó, hôm nay em giới thiệu rất là nhiều cái mẫu bình voi mà em sưu tầm về được ha. Ở bên trên là cái phần quai sát khoa, cái phần quai cầm này thì đắp hình con tôm nè, nhìn rất là hay, rất là lạ luôn. Đó, phần con tôm này có những cái chỗ mà men nó bị rạn và nó bị ố, nó bị nám, nó bị lột luôn nè. Đó. Ở bên thân thì chỗ rất là nhiều ốc trâu hoặc là những cái điểm mà nó bị lủng men như thế này nha. Đáy, phần chôn đáy thì cực kỳ già luôn, phần chôn đáy thì cực kỳ già. Ở dưới đáy thì xuất hiện những cái đường rạn rất là lớn. À, cốt rất là nặng tay ha, bình voi còn cốt rất là nặng tay luôn. Về kích thước thì bình voi này có phần chiều cao là 17cm ha, chiều cao là 17cm, và phần đường kính đáy là 11.5cm. Giá em giao lưu với bà con, cô bác, cô chú anh chị chiếc bình voi đắp nổi hình con tôm này với giá cũng là 1.500.000 đồng. Đó, bà con, cô bác, cô chú anh chị ưng ý thì có thể là nhắn tin, gọi điện với em nha. Tiếp đến em giới thiệu tới bà con, cô bác, cô chú anh chị một cái bình voi mà khủng khác đó. Đây là cái bình voi lớn nhất mà em mang lên giới thiệu cho bà con, cô bác, cô chú anh chị xem luôn. Đó, cái bình voi này thì rất là nặng luôn, ngoại hình thì cũng lớn và cốt cầm rất là nặng tay luôn. Bên phía sau thì là có hình một con rùa đó, phía sau đây là một con rùa đắp nổi nè. Đó, thì con rùa này nếu mà bà con, cô bác, cô chú nhìn kỹ thì có sẽ thấy những cái vết rạn nè, những cái vết rạn ra nè. Đó, những cái vết rạn rất là nhiều vết rạn nè. Ở phần phía trước này là hình một con lân đó, đắp hình đúng không em, nhìn đúng không, một con kỳ lân đó. Ở phía trên phần quai là hình hai con tắc kè
rất là đẹp luôn. Nó nhìn rất là nhiều con vật ở đây ha. Đó, những chi tiết bên đây là những cái chi tiết đắp nổi hình như cái rễ cây đó, và cũng xuất hiện những cái vết men rạn hoặc là những cái vết nứt kìa ha. Đó, màu men bên ngoài thì nó phai màu theo thời gian năm tháng rồi. Đó, những vết ố vết chảy ra nè. Đó, hoặc là những cái điểm mà nó chỗ sắc chỗ đồng ra rất là nhiều ha. Đó, chung đáy thì rất là già, phần chung đáy thì rất là già, bị lột men khá là cao luôn. Đó, thì cái bình vôi này để em đo, cái bình vôi này có phần chiều cao là 27 cm ha, và phần chiều bề ngang lớn nhất là gần 20 cm. Và giá em giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị cái bình vôi này với giá là 2.500.000 đồng ha. Bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý thì mình nhắn tin gọi điện với em nha. Zalo và số điện thoại của em là 0774 814 824 ha. Em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Yeah. Tiếp theo thì em giới thiệu tới bà con cô bác cô chú anh chị một cái món đồ cái kiểu có giá trị sưu tầm rất là cao ha. Trên tay em đang cầm đây là một cái bát úp, bát lớn nè. Một cái bát lớn có nắp ha. Phần miệng của cái bát và của cái nắp và cả phần tay cầm thì đều được bọc đồng thủ công tay. Thì để em giới thiệu từng cái bộ phận trước nha. Đây là về cái nắp ha. Phần nắp thì được bọc đồng như em nói là bọc đồng thủ công tay bên này và ở phía trên này luôn đó. Cái họa cái tích bên đây là những cái chữ đó, những cái chữ được viết thẳng hàng đó. Đây là một cái món đồ ký kiểu ha. Cái chiếc lá này em nghĩ là cái chỗ bắt cái phần để phân biệt cái phần bắt đầu và cái điểm đầu của cái một cái bài thơ, bài phú, bài văn ha. Rồi, ở bên trong cái chất men bên trong nè, rất là đẹp luôn, rất là mịn luôn. Phần mà men ở sát cái miệng thì nó bị lột đi, nó lộ ra cái phần đất bên trong đó, do cái ma sát với cái tô ha. Rồi về kích thước của cái nắp này thì có phần đường kính là hơn 16.5 cm ha. Đó, hơn 16.5 cm một tí, rất là đẹp luôn đó. Ở giữa này thì có ba cái hàng chữ như thế này đó, đó là cái phần nắp. Còn cái phần tô thì về bên ngoài đi, em làm miêu tả phần bên ngoài chứ. Bên ngoài là những cái hàng chữ cũng được viết gọi là song song với nhau ha. Đó, những người viết song song với nhau, nét chữ rất là đẹp, rất là dứt khoát luôn. Phần miệng cũng được bọc đồng thủ công tay. Đó, được gò tay. Đây nhìn đây giống như là những cái mối đồng, những cái vết mà gò tay ha. Phần miệng ở bên trong thì không có bị nhăm hay mẻ gì hết nha, không có bị nhăm hay mẻ gì cả. Chỉ hơi bị ố dơ bẩn bẩn một tí thôi, phần miệng thôi. Đó, bên trong mình chỗ này là những cái nốt đen đen, còn lại thì còn rất là mịn, rất là đã nha. Rồi ở phần chôn đáy rất là già luôn, được cắt gọt rất là đẹp luôn. Chôn đáy rất là già, được cắt gọt rất là đẹp. Và phần hiệu đề đây đó, hiệu đề là cũng y chang như cái hiệu đề của cái nắp ha. Đó, về kích thước thì cái bát này có phần đường kính là 18 cm nha, phần chiều cao là gần 9 cm. Và giá em giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị cái bát úp có nắp này với giá là 15 triệu đồng. Thì bà con cô bác cái tô với em xin lỗi, thì bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý thích sưu tầm cái tô khí kiểu có nắp còn đầy đủ bộ phận và còn rất là đẹp như thế này thì nhắn tin gọi điện với em nha. Em xin nhắc lại, em giao lưu với mọi người cái tô có nắp này với giá là 15 triệu đồng. Nãy giờ em giới thiệu nhiều cái món đồ lớn lớn rồi, em quay lại em giới thiệu một số cái món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh đi. Đó, tiếp theo em giới thiệu với bà con cô bác cô chú anh chị là những cái chuỗi hạt đó, những cái hạt đỏ 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 này. Chất liệu thì em cũng không tiện nói ra, nhưng mà về mặt ý nghĩa phong thủy thì rất là tốt luôn. Đeo lên thì chiêu tài hút lộc, mang đến rất là nhiều may mắn cho cái người sử dụng ha. Thì cái những cái chuỗi này em có kích thước từ 12, 14, 16, 18, 20 và giá dao động từ 600, 800, 1 triệu, 1 triệu 2. Đó, thì bà con cô bác cô chú anh chị mình có thể mua cái chuỗi này về để mình đeo làm quà tặng đó. Và em cũng sẵn sàng nhận những cái đơn là đặt nhiều vòng để tặng cho người thân, bạn bè. Thì bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý quan tâm thì có thể là nhắn tin với em nha. Đó, em mang thử với bà con cô bác cô chú anh chị mình xem nè, rất là đẹp, rất là hay luôn. Rồi thì do là cái thời lượng đoạn video của em nó cũng hơi dài rồi, em xin phép được dừng lại tại đây. Thì em cũng một lần nữa chúc cho bà con cô bác cô chú anh chị
có một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, để mình sạc lại năng lượng, chuẩn bị cho những cái ngày làm việc tiếp theo. Thì em hy vọng bà con cô bác, cô chú anh chị khi xem đến đây sẽ cho em một cái lượt like ha. Còn một số món đồ mà em chưa giới thiệu như là cái đôi bình đồng nè, đó, một cái đôi bình đồng đồng cổ rất là đẹp luôn, em xin phép được giới thiệu trong đoạn video tiếp theo. Thì bà con cô bác, cô chú anh chị mình chưa đăng ký kênh của em, có thể bấm vào cái hình tròn ở bên đây để đăng ký kênh ha, và xem lại những đoạn video của em đã đăng ở bên tay phải. Em rất cảm ơn mọi người, em xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại bà con cô bác, cô chú anh chị trong những đoạn video tiếp theo ạ.